Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Di Động Việt. Bây giờ lừa đảo manh động lắm anh em ạ. Trên thị trường iPhone xách tay Việt Nam thì bên cạnh việc phân loại theo tình trạng máy mới hay là cũ, refurbished, tân trang, vân vân và mây mây, thì iPhone quốc tế và iPhone lock cũng là hai loại máy mà chúng ta cần phân biệt rất nhiều. Trong đó thì iPhone lock là những sản phẩm rẻ nhất bởi vốn là các máy khóa mạng chỉ chấp nhận SIM của nhà mạng nước ngoài như là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc gì đấy, nhưng có thể sử dụng SIM ghép để hoạt động với các nhà mạng tại Việt Nam. Trong khi đó thì iPhone quốc tế có thể hoạt động với mọi nhà mạng trên thế giới, chỉ cần cắm SIM vào là dùng thôi. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây trên thị trường còn xuất hiện một loại iPhone khác với mức giá nằm giữa iPhone lock và iPhone quốc tế. Đó là những chiếc iPhone lock đến từ những nhà mạng có khả năng unlock thành quốc tế. Cụ thể là những chiếc iPhone lock có xuất xứ từ nhà mạng Verizon của Mỹ này. Theo tham khảo tại một số điểm bán thì một chiếc iPhone 11 Pro Max lock đến từ nhà mạng Verizon sẽ có giá cao hơn từ 1 đến 1,5 triệu so với những chiếc iPhone lock đến từ các nhà mạng khác. Người bán có lý do để bán với giá cao hơn bởi vì họ thường là đưa ra cam kết iPhone lock mạng Verizon sẽ được tự động unlock sau 60 ngày sử dụng. Tuy nhiên, với điều kiện là chiếc iPhone đó phải ở trong tình trạng sạch của nhà mạng, tức là không nợ cước và không bị báo mất. Ngoài ra thì những chiếc iPhone này phải được kích hoạt bởi một chủ thuê bao Verizon hợp lệ. Nếu những điều kiện này không thỏa mãn thì chiếc iPhone đó vẫn sẽ là một thiết bị Verizon bị khóa mạng kể cả khi đã quá 60 ngày. Tuy nhiên thì với chiếc iPhone lock nợ cước và báo mất chiếm một tỷ lệ rất lớn tại Việt Nam thì khả năng để một chiếc iPhone lock mạng Verizon được unlock thành quốc tế là không tuyệt đối như là nhiều người nghĩ hay là nhiều đơn vị bán hàng phổ biến. Bởi thực tế để có thể thực hiện được điều khoản này thì người dùng phải đảm bảo rằng chiếc iPhone của mình vừa mua là iPhone sạch, tức là không phải là hàng trộm cắp hay là hàng nợ cước vân vân. Còn nếu không thì tức là chiếc iPhone đó đã nằm trong danh sách đen của nhà mạng Verizon và như đã nói ở trên, khả năng là không hề nhỏ. Chiếc iPhone này không những sẽ tiếp tục bị khóa mạng mà còn không thể unlock kể cả khi người dùng có bỏ tiền để làm dịch vụ đi chăng nữa. Lúc này thì chiếc iPhone lock Verizon bỗng chốc sẽ trở nên thua kém cả các nhà mạng như là AT&T hay là T-Mobile vốn có giá rẻ hơn. Bởi lẽ chỉ ít thì những nhà mạng này còn có thể unlock được nếu như người dùng chịu bỏ tiền ra. Còn iPhone lock Verizon một khi đã bị blacklist thì buộc phải chịu cảnh dùng SIM ghép vĩnh viễn suốt đời. Điều này cũng có nghĩa là số tiền chênh lệch 1 đến 1,5 triệu đồng mà người dùng bỏ ra cho cửa hàng để sở hữu những chiếc iPhone lock Verizon sẽ mất trắng. Khi mà quảng cáo những chiếc iPhone lock Verizon thì các cửa hàng đều nhấn mạnh về việc 60 ngày lên quốc tế. Các bạn chỉ cần dùng 60 ngày thôi, lên quốc tế luôn. Nhưng mà khi người dùng chuẩn bị rút hầu bao thì mới được giải thích rằng đây chỉ là hên xui thôi. Sau 60 ngày sử dụng, trong trường hợp máy không được lên quốc tế, họ cũng không thể quay lại và đòi hoàn tiền. Chính vì vậy thì có thể nói rằng mua iPhone lock Verizon để chờ ngày được unlock thành quốc tế chẳng khác gì đánh bạc cả. 1,5 triệu các bạn bỏ ra là số tiền để người chơi tham gia. Nếu thắng thì họ sẽ giành được 6 triệu đồng tiền chênh lệch giữa một bản lock và một bản quốc tế. Còn nếu thua thì họ sẽ mất cả lời lẫn vốn. Nói tóm lại thì có quá nhiều lý do để chúng ta không nên sở hữu một chiếc iPhone lock với lời mời chào lên quốc tế miễn phí cả. Và trên hết, nếu người dùng đã hiểu rõ về những hạn chế của iPhone lock và tự tin rằng mình có thể sống chung với những hạn chế đó thì hãy mua iPhone lock. Còn không, hãy cố gắng bỏ ra thêm một chút tiền để lên hẳn quốc tế sẽ tốt hơn rất nhiều. Và kể cả khi mà các bạn không muốn sử dụng chiếc máy quốc tế đó nữa thì việc bán đi cũng sẽ dễ hơn rất nhiều, thuận lợi hơn rất nhiều. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao? Đó có phải là những cái điều hạn chế lớn nhất của những chiếc máy Verizon lock hay không? Hãy chia sẻ ý kiến mọi người bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!